Cuộc sống này đã bao giờ các chị nghe đến câu chuyện giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán chưa? Thực tế trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng gặp những điều tương tự như vậy. Em thì nghĩ rằng đó là việc nghiệp, kiếp, duyên, nợ. Kiếp trước mình nợ họ, kiếp này mình trả họ. Bỏ công trồng cây mà nó lại cho một quả đắng thì cũng là chuyện rất chi là bình thường. Cho nên chúng ta không nên tiếc công mà cố giữ gìn cái cây đó làm gì, mà phải mạnh tay chặt bỏ cái cây ấy. Để làm sao? Để dùng miếng đất đó nuôi trồng một cái cây khác. Đối xử với con người cũng như vậy mà thôi. Với những mối quan hệ không thể níu giữ được thì phải kiên quyết chấm dứt. Bản chất của con người vốn dĩ là thứ không thể thay đổi. Cũng giống như em vậy này, làm sao em thay đổi được bản chất của em? Là ghét thì chửi, thương thì rất thương. Một khi rất thương mà lại mắc vào những điều cấm kỵ thì chặt đứt và chấm dứt. Cho nên cuộc sống này này, ai nghĩ sao cũng được, ai nói gì cũng được. Quan trọng nhất là mình và cái cây đấy hiểu nhau hay không. Tiền bạc rất chi là quan trọng, nhưng không thể dựa vào cha mẹ hay chồng hay người khác. Bản thân phải đảm bảo đủ khả năng kiếm tiền nhất định để độc lập nuôi sống bản thân mình. Độc lập về kinh tế, nó là cái nền tảng của mỗi một con người. Ngay cả khi chúng ta được chồng nuôi, thương, bao bọc, chúng ta cũng nên tập cho mình một thói quen chủ động trong cuộc sống về tiền của bản thân tự làm ra. Chuyện gì đã qua, hãy để nó qua đi. Buông tay một người rất khó, nhưng không phải là chúng ta sẽ không làm được. Ngay cả khi chúng ta đã mất tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, thì tôi mong các bạn đừng bao giờ đánh mất nụ cười và sự lạc quan của chính mình. Bất kể khó khăn nào trong cuộc sống, chúng ta đều có thể giải quyết được, chỉ cần chúng ta tin vào bản thân mình. Trong một số trường hợp cuộc sống này này, khi một số xung đột xảy ra giữa mình, người hay của những người khác, ta bên ngoài ta không hiểu được họ, và ta cũng không thể hiểu được bản thân ta. Chưa chắc góc nhìn của ta đã là đúng với họ. Cho nên một số trường hợp ta không cần thiết phải rạch ròi giữa đúng và sai một cách quá rõ ràng. Chỉ cần biết không phù hợp nên dừng lại. Bởi vì sự thật đôi lúc không chỉ có đen và trắng, nó còn có những màu xám xịt. Tôi chỉ khuyên các bạn rằng cuộc sống này, kể cả không một ai thương bạn, thì bạn cũng phải thương lấy chính bản thân mình. Vì khi ta thương bản thân ta, ta lạc quan trong cuộc sống này dù là giông bão đến đâu. Ta phải là người tự cứu ta ra khỏi cái hố bùn đó. Nên một số chị cứ bảo em rằng là con này sớm bị chồng bỏ thôi, với tính cách này thì sẽ sớm muộn cũng bị chồng bỏ. Em cũng mong điều đấy nó là sự thật, để các chị được hà hê, để các chị được sung sướng, nhưng để em được mạnh mẽ hơn. Tất cả những vấp ngã trong cuộc sống này đều sẽ cho ta một bài học. Tất cả những mối quan hệ đến và đi trong cuộc đời này, nó đều có nguyên do và có chữ duyên nợ. Đó, nhìn con nhóc nó vui vẻ như thế này, mọi mệt mỏi đều tan biến, mọi căng thẳng đều tan đi. Nhìn vào hũ gạo của mình vẫn đầy, nhìn vào nồi cơm của mình vẫn ấm. Cái kính đang đeo thì nhà em bán nhé các chị, cái đồng hồ em đeo em bán luôn. Đó, em kinh doanh trên mọi chiến địa. Không phải là em không có tiền, mà là em không muốn mình trở thành ù lì. Em không muốn mình trở thành một người
bị đần sờ đần đi. Đó, ba lô nhà bán luôn, kính bán luôn. Cuộc sống có những phút thảnh thơi như thế này để reset lại, để mình tái tạo lại những cái năng lượng mới, hòa mình vào thiên nhiên, ngắm trời mây, hưởng một bầu không khí trong lành, cũng khiến cho con người ta lạc quan. Khuyên mọi người, dù ở đâu, bất kể đất nước nào, môi trường nào, cũng nên tập thể dục, cũng nên dành một chút thời gian cho mình để ngắm nhìn, để tĩnh lặng. Có nhiều người nói rằng là Trang dạo này khác quá. Bản thân em không nhìn thấy em khác, nhưng mà người xung quanh nhìn thấy em khác. Khác ở đây là cái sự thẩm thấu của việc mình nhận ra rằng là càng bình tĩnh thì mình sẽ càng bản lĩnh. Chúc cho tất cả những người yêu thương em sẽ có một cuộc sống ngày một ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ. Chúc cho những người quý mến em nhìn thấy những năng lượng tích cực từ em. Đoạn nào năng lượng tiêu cực thì nách em đi nha. Và chúc cho những người ghét em thì cứ ghét mãi, cứ quan tâm đến em mãi nha. Cứ chửi rủa em nhiều vô, để làm gì các chị biết không? Để cơ hội về công việc, về cuộc sống, về niềm vui nó đến với những người yêu thương em. Sự ngu ngốc nhất của một con người đó chính là đi ghét một người nào đó. Em cũng ghét một số đứa, nhưng mà em chọn cách block, quên nó đi, và không bao giờ có chuyện dõi theo nó để làm gì. Bởi vì thời gian đó, lúc trước thì để đi nhậu, nhưng lúc này để chơi với con. Cảm ơn cuộc đời cho tôi một bé Candy, Kiến bây giờ, úi dồi ôi, bà đang định quay TikTok. Bây giờ Kiến lại thích muốn gọi là Candy. Trời ơi, kẹo ngọt, u là trời. Mọi người sau này xem livestream comment bé Candy nha. Đó, ông kia ông ấy bảo tôi rằng là đi ra đường phải đi đôi giày vào cho nó đẹp. Em thì đi dép lào, mà lão muốn em đi giày cao gót để làm gì ta? Có phải đàn ông luôn luôn muốn nhìn người phụ nữ của mình đẹp và quyến rũ không có bà? Tôi đi đôi gọc này tôi muốn chết. Đó, bà Kiến bà tự quay clip chân bà đấy đấy. Bà lia sang hai vợ chồng tôi kìa. Bà quay, ui giời ơi, lại hồn. Trời ơi, bà ơi là bà. Một ngày nghỉ kết thúc. Lúc này đã là 5 rưỡi 6 giờ chiều rồi nha. Đó, bé Kiến chào mọi người. Gia đình bé Kiến đi ăn tối đây. Chúc mọi người mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc. Luôn yêu thương và ủng hộ mẹ bé Kiến nha. À cậu nhầm, mẹ bé Candy nha. Thank you. Yêu cuộc sống này, yêu không gian nơi này, thích nơi đây, và rất thích bé Candy vui chơi mỗi tuần. Thương, thương, thương.